Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, đợt kỷ niệm ngày thành lập Đảng mùng 3 tháng 2 cho các đảng viên tại huyện Kim Động. Hai đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng gồm đồng chí Đặng Thị Kim, sinh năm 1927, hiện đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ thôn Lương Hội, Đảng bộ thị trấn Lương Bằng, và đồng chí Nguyễn Anh Thạc, sinh năm 1931, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ thôn Nghĩa Giang, thuộc Đảng bộ xã Toàn Thắng. Tại gia đình các đảng viên, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trân trọng trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận những cống hiến, những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước và Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc các đảng viên luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng để giáo dục lớp đảng viên trẻ, các thế hệ con cháu phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng học tập, lao động cống hiến, góp phần xây dựng chi bộ Đảng vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Các đảng viên vinh dự nhận huy hiệu Đảng đã xúc động cảm ơn sự quan tâm ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với các đảng viên trong công cuộc đấu tranh xây dựng bảo vệ Tổ quốc và sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất người đảng viên tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sống gương mẫu, tích cực, giáo dục con cháu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu mạnh.